Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ khung càng dành cho xe ba bánh cho người già, người yếu chân tay. Bộ này thì cầu có chiều ngang là 60, thêm bánh là 70, nó khoảng 76 cm, cả chắn bùn nữa là nó khoảng 70. Bên em thì có nhiều cỡ ngang rộng dài hơn, ví dụ như 70 cũng có, 60, 70, 80 đều có. Tuy nhiên thì thợ người ta hay làm cỡ ngang 60. Còn tất nhiên là yêu cầu của khách hàng như thế nào thì bên em sẽ bán như vậy. Đấy, một bộ thì bao gồm một bộ khung. Bộ khung này thì sẽ được bắt với nệ cầu. Đây, cái phần 4 con ốc này sẽ được bắt với nệ 4 con ốc cầu này. Đấy, cái phần ôm này nó sẽ ôm vào cầu. Cái phần ôm này nó sẽ ôm vào cầu. Đó, bên em sẽ đưa cho các bác một cái tai để các bác hàn vào cái cầu này. Sau đó nó bắt ốc vào đây, bắt con ốc vào đây. Đấy. Cái phần sỏ trục càng này thì là nó sẽ phải khách hàng sẽ phải điều chỉnh một chút. Đấy, độ rộng của càng thì cái này nó tùy theo tay nghề của thợ cơ khí người ta sẽ điều chỉnh. Bánh này là bánh 14 nhé, lốp này lốp 14 2.75 trừ 14. Cái này thì sau này các bác hỏng lốp thì các bác có thể thay lốp Ablet. Lốp Ablet thì nó là lốp 80/90 trừ 14 cũng được. Lốp có xăm, chắn bùn, số lùi bình thường, số lùi đơn giản này. Số lùi này thì có thể lắp cho dòng Yamaha hoặc là Honda. Đấy, thì nó khác biệt ở cái đầu cốt này. Cái đầu cốt này thì nó đầu 19 hoặc là đầu 17. Cái đấy thì các bác sẽ phải lựa chọn ở trong video này, em sẽ để. Đấy. Cơ bản thì nó cũng đã hoàn thiện đến 80-90% rồi. Việc còn lại của khách hàng là tinh chỉnh lại phần bô, cố định phần chắn bùn và phần giảm sóc nữa. Giảm sóc thì khách hàng cũng phải hàn điểm chống giảm sóc, đấy là có thể hoạt động được. Phần các đăng này thì có xe nó sẽ thừa cắt vợi đi, có thể chỉ cần dùng một cái ống này là được. Đấy, tuy nhiên thì bên em vẫn đưa hai ống, một cái ống này hàn điểm vào đây, còn một cái ống này để chống vào cái lỗ này thôi, bình thường thôi. Ví dụ như các bạn cắm vào này. Đấy, thì mình sẽ hàn chết cái phần này vào, còn phần này mình sẽ để một cái chiều sâu như thế này để mình cắm cái phần đầu còn lại vào đây. Đấy, thì nó sẽ chỉ dùng khoảng bằng này thôi nhé. Đấy, có thể sẽ cắt gần hết đấy. Đấy là phần khớp nối các đăng chi tiết như thế. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi khi có video mới đăng lên thì nó sẽ thông báo đến khách hàng.